bạn tu bố thí nhất định phải như pháp. Cảnh giới ở trong đây cũng rất là rộng lớn, nhất là chúng ta sinh hoạt trong xã hội hiện đại, mỗi một khu vực văn hóa không như nhau, quốc tình không như nhau, tình hình xã hội không như nhau, phong tục tập quán không như nhau. Bạn nhất định phải hiểu được, phải tường tận. Chúng ta qua lại với người, bố thí tặng lễ, phải tặng những thứ gì mới thích hợp, tặng được người ta hoan hỷ. Nếu như bạn tặng đồ vật, tặng đi mà người ta chán ghét hoặc giả người ta húy kỳ, hảo ý của bạn trái lại kết oán cụ, đó là đặc biệt sai lầm. Việc này không thể không tiên đoán mà nghĩ đến trước. Bố thí thực tế bà nói không ở nhiều ít, phải chú trọng ở thực dụng. Họ có thể dùng được là họ cần phải dùng vào ngay trong cuộc sống thường ngày. Đây là người người đều rất hoan hỷ. Việc này không ngoài, chúng ta liền nghĩ đến tặng thức ăn, tặng y phục mặc. Không sai. Ăn thì họ ăn cái thứ gì? Chúng ta cần phải biết, không phải chúng ta ưa thích thì người khác ưa thích. Chúng ta ưa thích ăn chay, người ta không ưa thích ăn chay. Ở những chỗ này, bạn không thể không khảo lượng đến, không thể không quan sát, không thể không tham vấn quá nhiều. Có thể thấy được trì giới cái điều này cũng là việc không dễ dàng. Cho nên dạng nhất không nên xem thấy trì giới, bạn liền nghĩ đến năm giới, mười giới, vậy thì bạn đã nghĩ sai rồi. Trì giới trong lục độ Bồ Tát chính là chúng ta gọi là như lý như pháp. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, trì giới là cái ý này. Chân thật, thông đạt, thế sự tình người. Họ cần đến là những thứ gì? Hơn nữa vẫn không mất thời tiết nhân duyên. Bố thí của bạn, người tiếp nhận bố thí tâm sanh hoan hỷ, tâm sanh cảm khích. Có thể thấy được hàm nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.